luyện Hùng Dũng không có thời cơ, nhưng bây giờ khi đã qua 23 tuổi, Hùng Dũng luôn xuất hiện với một cánh tay như thế này để ghi những bàn thắng vô cùng quan trọng cho chúng ta. Người hùng Hùng Dũng với một pha bóng hay của Lê Văn Đô, và cái hay cũng đã đến từ đường truyền của Hoàng Đức. Tất cả đều là những cú chạm hoàn hảo đến từng mm để mang đến bàn thắng mở tỷ số cực kỳ quan trọng và ý nghĩa dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Những lúc khó lại có những cầu thủ trên 23 tuổi để xuất hiện. Winaitun, số 10 của Myanmar, là cầu thủ có thể hình và tốc độ rất tốt. Nguy hiểm! Chắc chắn hiệp 2 sẽ là một trận đấu rất khó khăn đối với cầu thủ U23 Myanmar. Bàn thắng gỡ hòa đến từ rất sớm. Đây là những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự của U23 Lào. Dứt điểm và đã có được bàn thắng danh dự tuyệt vời. Như đã nói thì các cầu thủ trẻ của U23 Lào rất cần những sự ủng hộ như vậy. Mà thực tế thì pha xử lý này cũng rất rất xứng đáng nhận được những tràng vỗ tay khen ngợi. Quá hay. Dứt điểm. Tỷ số là 2-0 cho U23 Malaysia. Cú theo dõi lại cú dứt điểm của Vinbasa. Bóng đi đập đất rất khó chịu. Sanim Ramdani rất nhịp nhàng. Ronaldo có cơ giữ mặt và tỷ số được mở cho U23 Indonesia. Cho cầu thủ Malaysia, chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Không hề có lỗi việt vị và người kiến tạo rất hay, đó chính là Marcelino. Pha phối hợp Boba, Zouhari, Marcelino và người dứt điểm cuối cùng đó là Ronaldo Junior. Bàn thắng đầu tiên của Ronaldo Junior, chân sút mới 17 tuổi, cho cầu thủ. Nhâm Mạnh Dũng, Hồng Dũng, Hồng Dũng! Đôi cánh để lúc này đang thực sự bay lên trên cao so với Indonesia. 3 năm trước thì Hùng Dũng là một đội trưởng trẻ tuổi. Bây giờ thì anh đã tiếp tục là người được tin tưởng giao phó chiếc băng đội trưởng của U23 Việt Nam, và anh đã tiếp tục tỏa sáng như cái. Vẫn đang là các cầu thủ Lào. Một tình huống mà Ekamai đã ra chân cực kỳ quyết đoán bằng chân trái. Cú đá rất khó của cầu thủ mang áo số 20 bên phía U23 Lào. Quả bóng đi vào góc gần. Nhưng lực đi rất tốt và không cho thủ thành Jaipul của U23 Singapore bất cứ cơ hội nào. Đây cũng là một pha bóng mà hàng thủ của U23 Singapore. Vẫn là đội tuyển U23 Thái Lan, Ben Davis. Đường chuyền ngang, cơ hội dứt điểm, 1-0 cho U23 Thái Lan, cực kỳ đặc sắc. U23 Thái Lan đã có được bàn vượt lên dẫn trước, mà cơ sở và dứt điểm rất đẳng cấp của Winathrop, một trong ba cầu thủ quá tuổi của U23 Thái Lan ở SEA Games năm nay. Ben Davis chính là người đã thực hiện pha kiến tạo, bóng xử lý xoay người, loại bỏ hậu vệ đối phương và dứt điểm rất gọn, quyết đoán, rất nhanh. Jean Glenn là người đã không dứt điểm thành công và bóng lại đến chân cầu thủ áo số 7. Một sút. Trong buổi lễ khai mạc SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình, ông cũng đã có mặt trên vực khán đài danh dự. Còn bây giờ chúng ta thưởng thức lại siêu phẩm. Chính xác. Tiến Linh
ở cánh trái đang di chuyển là Phan Tấn Tài, một trong những cầu thủ hoạt động tích cực ở hiệp đấu này. Tình huống mà Tuấn Tài treo bóng vào trong và Nhâm Mạnh Dũng lắc đầu đầy hiên ngang để ghi bàn thắng mở tỷ số. Vâng, Phan Tuấn Tài đã tạo ra một đường băng với cú tạt bóng chính xác tới từng cm và Nhâm Mạnh Dũng cất cánh với một pha đánh đầu không cho Ca Win một chút cơ hội nào. Tôi bây giờ rằng đó là một khoảnh khắc châu Âu ở sân cỏ Đông Nam Á. Tất cả đều tuyệt vời trong tình huống này. Không thể tin được khi mà chúng ta đã ghi bàn thắng ở thời điểm rất bất ngờ như vậy đối với U23 Thái Lan.